vai trò cổ phiếu ngành banh ở trong cái nhịp đánh dự kiến chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh break vùng 1340. Thì một số các anh chị em có comment bảo là sao Hùng không phân tích nhóm ngành banh bởi vì nhóm ngành banh cũng là một nhóm ngành rất là quan trọng thì thực ra là cái thời gian cũng không có nhiều. Ở chính vậy nên là một tuần thì chúng ta có một bản tin ở phân tích bộ ba tham số chung của thị trường đồng thời thì chúng ta cũng view ở một số các cái danh mục cơ bản thế còn ở trên kênh Hùng Lê chứng khoán các anh chị search từ khóa này nhé Hùng Lê chứng khoán nhé thì um, ở trên kênh này thì một ngày chúng ta sẽ có một bản tin ở uh, chúng ta phân tích bộ ba tham số trung thị trường và đặc biệt là sẽ có những bản tin phân tích chuyên sâu về một mã cổ phiếu nhất định hoặc một nhóm ngành nhất định ví dụ nhóm banh, nhóm dầu khí rồi uh, nhóm cao su rồi nhóm dệt may nhóm phân đạm nhóm cảng biển vân vân thì tất cả những cái video phụ đó À, thì Hùng sẽ up lên ở trên kênh Hùng Lê Chứng Khoán Còn ở trên kênh Chứng Khoán Chiến binh đến từng có sóng Thì một tuần chúng ta chỉ có duy nhất một bản tin Các anh chị lưu ý là như vậy Và từng các cái nội dung, các cái kênh khác nhau Thì như vậy là chúng ta sẽ có các cái nội dung khác nhau Thì các anh chị vui lòng à, Nếu như các anh chị muốn theo dõi các cái bản tin phân tích hàng ngày đó Và chúng ta phân tích các cái nhóm ngành phụ Ngoài cái danh mục à, tuần chúng ta phân tích Thì chúng ta đăng ký kênh này Thế thì chúng ta nói tiếp đến một cái câu chuyện đến thời điểm hiện tại. Trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chỉ số Dow Jones. À, Dow Jones hiện tại thì nó đang khá là tích cực sau khi mà phép giảm lãi suất và chúng ta thấy rằng được các cái điểm mà Dow Jones bắt đầu nâng dần cái điểm test đáy lên. Ví dụ như ở nhịp này thì nó test ở đây là vùng 37.500, đúng không? 37, 375, 376. Sau đó tiếp theo thì nó tiếp tục test ở nhịp 38, 38.5. Và trong một cái nhịp gần nhất ở đây thì chúng ta thấy rằng nó test ở vùng 40 đến vùng à, à 40.000 điểm ở đây và sau đó thì à, nó đã có một cái nhịp à, lo rất là tích cực ở đây. Và sau nhịp lo đó thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số Dow Jones cũng đã vượt đỉnh của mọi thời đại và hiện tại thì sau cái cây nến mà nó vượt qua được à, và nó chạm đến cái vùng 42.000 điểm thì nó đã có hai cây nến ngày nó test ở mốc 41.8 41.8 đến vùng 42 và hiện tại vẫn đang neo ở trên vùng 42.000 điểm ở đây. Như vậy thì có thể tuần mới chúng ta kỳ vọng điều gì? Có thể kỳ vọng là chỉ số Dow Jones nó sẽ tích lũy ở trên vùng 418 để tiếp tục một cái hành trình tăng ở đây. Thì đây cũng sẽ là những cái cơ hội cực kỳ tốt, gọi là cơ hội rất là tốt để cho chỉ số VN Index chúng ta có những cái bước tiến, đúng không anh chị? Có những bước tiến. Và ít nhất là chỉ số VNI của chúng ta thì trước mắt đó nó sẽ có cái vùng cản ở khoảng quanh vùng 190. Uh, 1290 và sau đó chúng ta sẽ hướng đến vùng 1306 đến vùng 1310 đó là đối với chỉ số VN Index còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh thì Nhung đã có phân tích rồi uh, trong một cái hoàn cảnh hiện tại như thế này đúng không ạ sau khi mà nó break được cái kênh cản chéo đây và nó tiến đến cái vùng cản kỹ thuật và đặc biệt là phá sinh nó tiến đến cái vùng cản kỹ thuật 1335 điểm đến vùng 1340 thì để mà uh, động lực để giúp cho thị trường có thể vượt thoát qua được vùng 1340 thì khả năng cao phải nhờ đến nhóm cổ phiếu ngành manh và cổ phiếu ngành banh thì nó luôn xuất hiện tại những cái mốc kỹ thuật, những cái mốc then chốt của thị trường Và để vượt qua được những cái mốc đó thì bao giờ cũng như vậy ừ, Trong cái quá khứ các anh chị có thể xem lại thì à, cổ phiếu banh sẽ là một trong những cái nhóm ngành à, Giúp cho thị trường à, break và thoát được các cái nút cản kỹ thuật Thì chúng ta quan sát ở trên chỉ số VN30F1M ở trên sàn kỹ thuật ngày chúng ta sẽ rằng vùng 1335 đến vùng 1340 Thì ở đây ở đây cũng có một cái nhịp này, ở đây là phiên giao dịch của ngày 13 tháng 6. À là khi mà chỉ số phá sinh chạm về đây thì nó cũng không có động lực để vượt qua. Và cái nhịp gần nhất của chúng ta ở đây đúng không ạ? Là phiên giao dịch ngày 30 tháng 8. À nó cũng chạm đến vùng 1335 và nó cũng không có động lực vượt qua nó quay trở lại test. Vậy thì ở đây sẽ như thế nào? Và trong cái bối cảnh hiện tại thì như vậy là chúng ta có phân tích cái xu hướng của Dow Jones và bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích xu hướng của một số các cái mã cổ phiếu nhỏ banh và những cái mã cổ phiếu nhóm anh này thì cũng có phân tích ở trên uh, zoom sự không chuyển tải thành các cái bản tin Và đã lọc ra những cái mã cổ phiếu banh tương đối là đẹp Và có những cái điểm gọi là mua, có những cái điểm xuất phát Và hiện tại thì đang vào những cái trend khá là tích cực Thế thì nhìn về phái sinh ở trên trạng kinh ngày Thì như chúng ta đã có phân tích ở trên bản tin tuần rồi Khả năng nó sẽ test lại quanh vùng 1320, 1318 Kỳ vọng tại đây thì như vậy là phái sinh chúng ta tích lũy thành công Và nhóm banh sẽ là nhóm hỗ trợ để giúp cho chỉ số phái sinh Và chỉ số VN30 chúng ta bứt qua được vùng 1340 thì đó là chúng ta nói về cái bối cảnh thị trường chung và bây giờ thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị 6 mã cổ phiếu banh à, 6 mã cổ phiếu banh này là 6 mã cổ phiếu uh, hiện tại vùng nhìn thấy rằng là cái trend kỹ thuật cái chất lượng của nó khá là tích cực và tốt đầu tiên chúng ta nói đến cổ phiếu MBB thì chúng ta nhìn thấy là từ năm 2024 chúng ta zoom lại cái này để chúng ta nhìn thấy được một cái góc nhìn tổng quan À, từ năm 2024 thì chúng ta thấy rằng là biên 21.5 đến biên 22 thì cổ phiếu MBB cũng đã có một ba ba lần ba lần mà nó test về đây và về cơ bản nó giữ tích cực đúng không ạ à, và đồng thời thì trong cái nhịp vừa qua thì chúng ta cũng thấy vùng 23 23.5 đó và và đặc biệt là cái nhịp từ khoảng tầm ngày 16 tháng 7 16 tháng 7 thì tất cả các mã cổ phiếu banh bắt đầu bơm vôn tức là các anh chị nhìn thấy cái cột thanh khoản đấy những cột thanh khoản của nhóm banh bắt đầu tăng mạnh và uh, đây điều này nó cho thấy rằng là cái dòng tiền lớn nó bắt đầu nó bắt bắt nhịp nó sau khi mà nó đánh nó giữ cả cái vùng 21.5 với vùng 22 thì nó bắt đầu nó bắt nhịp ở quanh vùng 23 và tại đây thì sau một cái nhịp mà kéo bao giờ nó cũng như vậy nó sẽ rũ và các anh chị nhìn thấy những cái thời điểm mà gì uh, cổ phiếu uh, MEB chúng ta bắt đầu cạn vôn cạn à, cạn vôn và nó cũng đã có một cái nhịp đánh lên vùng 25 và nó test lại uh, tiếp nhịp hai ở vùng uh, 23 đến vùng 23.5 ở đây uh, khá là tích cực đúng không ạ với cái cách thức hiện tại thì chúng ta thấy rằng là uh đây các anh chị thanh khoản của MBB bắt đầu vượt lên trên trung bình mà 21 phiên và khả năng thì uh, nó cũng sẽ tiến đến những cái phiên giao dịch từ 30 đến khoảng tầm 40 triệu cổ phiếu trên một phiên đó và phiên ngày hôm nay thì MBB chúng ta đang thực hiện một cái động tác đó là động tác break cái vùng 25 uh, có những thời điểm là MBB đã vượt lên trên vùng 25 rồi nhưng mà bây giờ nó đang tụt lại này tuy nhiên khả năng thì phiên ngày hôm nay cổ phiếu MBB sẽ đóng trên vùng 25 cộng và trong ngắn hạn thì có thể là nó sẽ hướng tiếp tục hướng đến vùng 26 và điểm xa hơn. À, điểm xa hơn đối với MBB nó sẽ đánh theo kênh xu hướng tức là nó sẽ chạm lại vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. Cổ phiếu thứ hai mà chúng ta sẽ nói đến đó là cổ phiếu ACB. À đây và chúng ta cũng nhìn thấy đúng không ạ? Từ năm 2024 và đặc biệt là từ tháng 1 thì chúng ta thấy rằng là, là cổ phiếu ACB nó đi xây nền nó quanh vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 và về cơ bản là cứ mỗi lần chạm đến cái vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu này bắt đầu có xu hướng bật lên. Đó và hiện tại thì ở đây à, chúng ta có một cái đường kênh xu hướng nho nhỏ ở từ khoảng tháng 4 của năm 2024 và một cái điểm à, chạm ở đây là khoảng quanh vùng tháng 8. Thế thì à, trên cơ sở chúng ta có hai đường kênh xu hướng này thì chúng ta copy và chúng ta đẩy lên trên này và chúng ta cũng nhìn thấy ở đây. Thứ nhất là <laughs> sau cái biên 22 đến vùng 22.2 ở đây thì chúng ta nhìn thấy đấy nhá thì về cơ bản ở đây có một cái điểm test này và đây có một điểm test tức là cái điểm này nó loanh quanh ở đây nếu như chúng ta di cái điểm này lại đây thì nó loanh quanh khoảng quanh vùng nó loanh quanh khoảng vùng 23.6 tức là đây chạm 23.6 này nó bật này chạm 23.6 ở đây thì nó cũng bật lên và đặc biệt là trong cái phiên mà quỹ cơ cấu thứ sáu tuần trước thì cổ phiếu ACB có một lực cầu khá là mạnh vượt ở chỗ này thì khoảng gấp gấp năm gấp sáu lần trung bình mà 21 ở đây đó và sau một cây nến ngày như thế này và nó vượt được qua cái biên cản cái thuật ở đây đó là vùng 25 25.3 à, với một cây nến Hammer xanh à, khá là mạnh cho nên là sau một cái điểm kéo mạnh như vậy thì thông thường là cổ phiếu nó sẽ quay trở về nó test và cái thứ hai nữa là nó vừa break cản thì nó sẽ quay trở về xu hướng test cản tức là nó sẽ test lại ở biên 25 đến khoảng vùng 25.3 đó khỏe thì nó sẽ test ở 25.3 mà yếu hơn thì nó sẽ test ở vùng 25 và test tích lũy thành công thì như vậy là gì cái cản ngắn kỹ thuật của cổ phiếu ACB ở trong thời điểm hiện tại 26.7 đến khoảng quanh vùng 27 ở đây đây sẽ là cái vùng cản và trong trường hợp nếu như cổ phiếu này vượt thoát được vùng hai cản thì 27 thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, hướng đến các cái cản kỹ thuật ở vùng 28 thậm chí ở nhịp này ACB có thể hướng về uh, vùng target kỹ thuật ở 3 và cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu CTG thì chúng ta cũng có thể quan sát được là từ tháng 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 3 tháng 2. Tháng 2, đây chúng ta zoom nhỏ lại một tí. Đây từ tháng 2 và thậm thậm chí là từ đầu năm của năm 2024 thì như vậy là cổ phiếu à, công thương à, có một cái biên ở vùng 30, 30.5 đến khoảng quanh vùng 31 và chúng ta nhìn thấy vào cái cảnh cái thuật 37 đây. Thì khi chạm 37 nó test hỗ trợ này, rồi nó test này, nó test này, nó test này, nó test này và như vậy thì nó <laughs> Nó cứ mỗi lần mà nó chạm về cái biên ở đây là 30.5 đến khoảng 31 ở đây thì như vậy nó đều có lực cầu và đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua và các anh chị lưu ý là từ phiên giao dịch ngày 16, uh, 17 tháng 7 đây, 16, 16, 17 đúng không ạ? Và bắt đầu là gì? Lực cầu bắt đầu đổ vào nhóm banh. Đó, và liên tục của chúng ta nhìn thấy là thanh khoản của à, các cổ phiếu nhóm banh đúng không ạ liên tục vượt lên đường ma 21 và giai đoạn này cũng là một giai đoạn mà công thương bơm vốn khá là tốt các anh chị nhìn nhá đó và công thương đã có cái sự phục hồi từ vùng 30.5 đến vùng 31 này bứt qua cản chéo nhá bứt qua cản chéo và sau cái giai đoạn bứt qua cản chéo đó thì à, nó tích lũy ở vùng 34.3 khá là đẹp và cái giai đoạn tích lũy này cũng là một cái giai đoạn hết sức là quan trọng để à, chúng ta kỳ vọng là gì à, sau cái giai đoạn tích lũy đó thì công thương sẽ có các cái bước nhảy và các bước nhảy đó thì chúng ta sẽ hướng đến cái cản kỹ thuật ở đây là cản 37 các anh chị nhá. Thì sau một cái giai đoạn kéo mạnh như này thì theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì nó cũng sẽ cần phải có những cái điểm gì à, có những cái điểm test tích lũy quay trở lại à, cái các anh chị nhá. Có những cái điểm test tích lũy quay trở lại. Thế thì những cái điểm test tích lũy quay trở lại đó nó sẽ đẹp nếu à, nó sẽ test về thứ nhất là cái điểm uh, mục tiêu đó là vùng 35 35.4 và điểm thứ hai là vùng 34.3. Tức là sau khi break cản thì nó sẽ quay trở lại test cản và đây nó đã test điểm một rồi. Đúng không ạ? Đây là nó test điểm 1 rồi. Thì chúng ta kỳ vọng điểm 2 nó sẽ test cao hơn điểm 1, tức là điểm này nó test vùng 34 34 3 rồi thì điểm 2 nó sẽ kỳ vọng ở vùng 35 đến vùng 35.4. Đây là cái điểm kỳ vọng của công thương. À, test thì thành công break vùng 37, chúng ta hướng cái ta cái kỹ thuật về khoảng quanh vùng 42. VPBank ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là nó đang tích lũy à, tương đối chặt và tương đối dài các anh chị và thậm chí là nếu như chúng ta nhìn thấy cái lực đỡ của VPBank thì nó từ tháng 4 của năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái biên 17 đến vùng 17.5 và VBank thì cũng đang view cho các anh chị ở trên chạc cái thuật tuần đó 17 đến vùng 17.5 là VBank đỡ cực kỳ tốt nhìn chung là đây là cái vùng hỗ trợ có thể xem là vùng hỗ trợ dài và đặc biệt nếu như chúng ta uh, chúng ta view một cái kênh xu hướng về mặt góc độ chung và dài hạn thì chúng ta thấy rằng là VBank tạo đáy ở khoảng tháng 4 của năm 2020 và nó có một cái đáy ở tháng 11 của năm 2022 và cho đến thời điểm thời điểm hiện tại thì như vậy là gì? Về cơ bản thì VIBANK vẫn đang nằm ở trên một kênh xu hướng uptrend, đó là cái trend chủ đạo của nó. Vậy thì sau một cái giai đoạn thứ nhất là kênh xu hướng uptrend và sau một cái giai đoạn mà nó tích lũy ở đây đúng không ạ? Vùng 17, 17 5 khá là tích cực và ở đây nó có một cản chéo. Và các anh chị cũng nhìn thấy là gì? Hiện tại thì như vậy là VIBANK cũng bắt đầu có cái động thái gọi là cái động thái bơm bơm vốn các anh chị và bắt đầu chúng ta nhìn thấy là trên trang kỹ thuật tuần, tuần thì bạn bắt đầu có những cái thời điểm là gì Vôn tuần vượt trung bình 21 ma đường ma 21 ở đây thế thì cách vận hành như thế này thì chúng ta sẽ đánh giá cái điều gì thứ nhất là ở vùng 17 7.5 thì nó là tốt tốt rồi đúng không ạ vậy thì cái cách là khi mà chúng ta tiếp cận đến một cái mã cổ phiếu mà nó đang nằm ở một cái góc độ chung và dài hạn như vậy thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái nhịp này. Thì như vậy nếu như các anh chị tiếp cận thì chúng ta đã gom ở quanh vùng 17, 17.5, 17 18 khá là tốt rồi. Và bây giờ thì có thể là chúng ta À, trong cái quá trình mà thị trường chỉnh cung tích lũy thì chúng ta có thể là 18.5 cái chị quanh vùng 18.5 đến khoảng quanh vùng 19 đó quanh vùng 18.5 đến vùng 19 đây là cái vùng mà khả năng thì thì khi mà nó chạm đến đây các anh chị này khi mà các anh chị nhìn thấy chạm cản nhá thì nó test lại này chạm đây nó test lại này và có thể nhịp này cũng như vậy nó nó test lại nho nhỏ đây cái cách thức là như vậy và nó test lại ở trong biên 18.5 đến biên 19 và chúng ta chờ đợi một cây đến tuần. À, khi đó thì VBank sẽ đánh vượt qua hai vùng cản chéo này. Và khi vượt qua vùng cản chéo này thì như vậy là gì? À, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến à, cái cảng kỹ thuật tiếp theo đó là vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 21. Vượt được cái vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 21 này thì như vậy là à, cổ phiếu VBank của chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến khoảng quanh vùng 24 đây sẽ là cái vùng cả kỹ thuật tiếp theo và và có thể cái cách vận hành của Vibank như thế này thì chúng ta sẽ hướng đến uh, chúng ta sẽ hướng đến uh, các cái target kỹ thuật dài chứ nó không chỉ đánh đến quanh vùng 24 đâu và cái nền tảng nó tích lũy ở quanh vùng 17.5 17.5 17 và đặc biệt là vùng 19 chấm à 18.5 đến khoảng quanh vùng 19 nó là những cái tiền đề rất quan trọng để giúp cho à, uh, có thể tiếp tục có những cái đà tăng tiếp theo cổ phiếu BIDV BIDV thì đây chúng ta cũng view một cái góc view ở trên dạng kỹ thuật ngày Thì từ năm 2024 và đây là tháng 2 đúng không ạ à, Chúng ta thấy rằng là BIDV đang đỡ ở trên vùng 45 đến vùng 46 Tất nhiên là nhịp này có một nhịp thủng qua Tuy nhiên là về chúng ta xét ở một cái đường dài á, Thì như vậy là vùng 45, 46 vẫn là vùng gì Hỗ trợ tích cực, đây một điểm, đây một điểm, đây một điểm à, Đây một điểm đi, và đây, đây, đó Và sau những cái điểm tích lũy 45, 46 thì chúng ta có một cái vùng cả ở đây này thì đối với cổ phiếu MBB nó vẫn đang nằm ở trên một cái kênh xu hướng uptrend và kênh xu hướng uptrend này cũng là kênh xu hướng uptrend trung hạn các anh chị nhé. Đây tháng 11 của năm 2023 nó có một cái điểm tạo đáy chung với cả thị trường đây và sau đó nó bật lên. Thế thì ở cái giai đoạn hiện tại các anh chị nhìn thấy sau một giai đoạn tăng nhá nó test lại này. Và cái nhịp này thì khả năng đây là một cái nhịp mà nó đã rung rũ hết tất cả những cái nhà đầu tư mà đua đua thế này về đến cái nhịp này là hoảng. Bởi vì nó thủng cái vùng 45 là hoảng và bán ở đây. Và sau cái nhịp bán đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là gì? lực cầu à bắt đầu các anh chị nhìn thấy đúng không ạ à, MBB cũng bắt đầu có những cây vôn cây vôn lớn đây đó và đặc biệt ở đây cái nhịp này là tạo lập họ bắt này họ bắt vượt qua và sau đó sau cái điểm điểm mà MBB nó vượt qua cái cản chéo đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ thì nó quay trở lại nó test và nó test thành công ở trên vùng 45 46 thì đây là cơ sở rất quan trọng đó ví dụ test thủng 45 46 thì nó lại ra vấn đề khác nhưng nó test ở trên 42 45 và nó bắt đầu phục hồi thì ở đây cũng, chúng ta cũng bắt đầu có những cây vôn và những cây vôn đó cũng à, chúng ta kỳ vọng là điều gì đó là chính là những cái dòng tiền lớn nó bắt đầu bắt lại cổ phiếu và với một mục tiêu là gì hiện tại thì 4546 là nó đã test rồi và hiện tại đây nó các anh chị nhìn thấy là nó đang test hai điểm điểm 1 điểm 2 ở quanh vùng 48 và với cách thức hiện tại như thế này chúng ta kỳ vọng bit sẽ test thành công quanh vùng 48 mục tiêu sẽ là vùng 54 đến vùng 54.5 và trong trường hợp một cái góc độ xa hơn tức là khi mà dòng tiền mà đánh banh để nó lít banh thì chắc chắn là BIDV nó cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu nó chạy đầu tiên. Bởi vì con này nó rất là nhạy, nó chỉ cần đánh khoảng tầm độ 2 3 triệu cổ phiếu là nó đã tăng kịch trần rồi. Đó. Vậy thì khi mà 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 nó chạy như vậy, nó nhanh như vậy thì chắc chắn là vùng 54.5 và điểm xa hơn đã là vùng 57.5 đến vùng 58. Và có thể các anh chị có thể là một cái cách nào đó thì banh sẽ đánh nó đánh theo cái kiểu là vượt kênh đấy thì ở đây ví dụ như nó xuất hiện một cái cây nến tuần mà nó đè qua được à, đè qua được cái vùng cản chéo này thì đó cũng sẽ là một cái 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 xu hướng một cái cái trend xu hướng rất là đẹp đối với mã cổ phiếu BIDV và mã cổ phiếu thứ sáu và mã cũng là mã cổ phiếu cuối cùng mà mình phân tích cho các anh chị ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay và trong cái 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 xu hướng của nhóm banh đúng không ạ? Là nói đến Techcombank thì bản thân Tech cũng như vậy thôi. Từ tháng 11 của năm 2022 nó tạo một điểm đáy, tháng 11 của năm 2023 nó tạo một điểm đáy. Và hiện tại thì Tech vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu hướng uptrend ở uh, trung và dài hạn. Và chúng ta nhìn thấy rằng là uh, năm 2024 thì như vậy là <laughs> Techcom cũng đã có một cái điểm uh, đỡ ở quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 ở đây, đúng không ạ? và chúng ta nhìn thấy là với một cái cách đỡ như vậy á, thì à, chúng ta có một cái đường cản chéo trên này và có đường hỗ trợ trendline ở bên ngang và chúng ta cũng nhìn thấy là gì vôn à, lực cầu bắt đầu có xu hướng gia tăng và chúng ta có nói đến là gì phía giao dịch ngày 16, 17 đây là bắt đầu cái cái dòng tiền nó bắt đầu đổ vào banh đó và khi mà dòng tiền nó đổ vào banh như vậy thì nó không phải một sớm một chiều đâu nó sẽ đánh nó 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 sẽ rung rũ anh chị và sau những cái cái nhịp đổ nổ vôn đó thì đây À nó đã nó nó tách test lại ở vùng 20.5 và vùng 21. Đây một điểm 20.5 21 nó bật lên này. Bật lên thì ở đây các anh chị nhìn thấy cái điểm 23 đến vùng 23.4 thì ở bên này, đúng không ạ? Bên này là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Thì khi nó bật lại đây thì nó lại là chạm lại vùng cản và khi chạm cái điểm cản thứ nhất thì nó đã test lại điểm 22 khá đẹp và nó bật long lần thứ hai. Và bật long lần thứ hai này thì với cái quan điểm kỹ thuật của cá nhân ông Lê thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Thứ nhất đó là tiền sẽ đánh banh tiền đánh banh để giúp cho chỉ số VN30 chúng ta bứt qua được cái vùng cản tâm lý và đấy là cái điểm ngẽn rất là dài rồi mãi chúng ta không vượt qua được thì chúng ta cần phải sử dụng đến nhóm banh thế thì um, khi mà sử dụng đến nhóm banh thì các anh chị nhìn thấy đấy điểm 20 20, 20. 5 đến vùng 21 là cái điểm hỗ trợ trung hạn đúng không ạ và điểm 22 thì nó đã test thành công rồi vậy thì bây giờ chúng ta kỳ vọng là gì Tech sẽ test ở trên vùng 23 cộng còn có lắm để gọi là có yếu yếu lắm thì nhíu nhíu thì xuống chạm kênh ví dụ như vậy có thể là có những cái điểm nhú cảm kênh nhưng mà nhú chạm kênh như này thì nó hơi yếu và nó test trên vùng 23 cộng và mục tiêu thì à, đây các anh chị đúng không ạ chúng ta có kênh xu hướng và à, trên cái cái, cái 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 những cái kênh xu hướng đó thì thứ nhất là điểm 26 sẽ là vùng cản này sau đó thì à, nó sẽ hướng đến cái cản tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 28 các anh chị nha. đó vậy thì như vậy là gì à, về góc độ kỹ thuật để vn30 và để phái sinh bứt được vùng 1340 chắc chắn phải nhờ đến cổ phiếu banh và khi nhờ đến cổ phiếu banh thì chắc chắn phải đánh 6 cái mã cổ phiếu mùng có phân tích ở trên đây giới thiệu đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta tham khảo và các anh chị lưu ý nhé là một cái quan điểm xuyên suốt trong suốt từ năm 2018 đến thời điểm hiện tại tất cả những cái gì mùng chia sẻ trên video uh, mang quan điểm cá nhân của lê và tất cả những cái gì mùng chia sẻ đó chính là những cái kinh nghiệm thực chiến không có sách vở dạy, không có ai dạy và chúng ta uh, qua những cái thời gian chúng ta quan sát cái sự vận hành của thị trường, vận hành của cổ phiếu, chúng ta đưa ra các vùng hỗ trợ kỹ thuật, đưa ra các vùng cản để chúng ta phân tích và chúng ta dựa trên uh, lý thuyết về dòng tiền thông minh, cái sự cái sự luân chuyển về dòng tiền thông minh ở trên thị trường à, để chúng ta dự báo về mặt thiên hướng, các anh chị nhé, và chúng ta tham khảo. Và à, hiện tại thì chúng ta cũng có rất nhiều ở các cái kênh thông tin và hy vọng rằng với những cái góc nhìn, những cái chia sẻ như vậy thì các anh chị em sẽ có một cái góc nhìn đa chiều về thị trường cũng như à, cổ phiếu nhóm banh nói riêng. Thì à, một vài cái góc nhìn như vậy, các anh chị nhé, và chúng ta sẽ tiếp tục à, theo dõi thêm cái động thái của nhóm banh trong các phiên giao dịch sắp tới.